hiện nay có nhiều chùa ngoài thờ Phật ra còn cách còn có cả gian thờ một số vị thần thánh mẫu ông quan như vậy có hợp lý hay không? Con thấy trong phép quy y có nói là không quy y ngoại đạo tà giáo thiên thần quỷ vật vậy bản thân các chùa thờ như vậy có đúng chánh pháp hay không? Ờ, chúng ta có hai cái vấn đề một á là theo lý và thứ hai á À, là theo sự à, theo lý là như thế này trong đất của Tam Bảo thì không được có một bất kỳ một chúng sanh nào ngoài trừ Tam Bảo xứng đáng được thờ tức là trong một cái khu đất mà đã được dân cúng cho Tam Bảo thì ở đó chỉ được thờ một Đức Thế Tôn, hai là các vị thánh, hết. À, ngoài ra thì mình không được thờ bất kỳ một chúng sanh nào khác ở trong khu đất dành cho Tam Bảo. ngay cả ở một số nơi có những cái cây lớn mà có chư thiên ở trên đó sư không nói là tất cả nha sư không nói tất cả các chùa hệ có cây lớn là đều có chư thiên sư không nói câu đó nha ở một số nơi đó ở trên các cây lớn có chư thiên ở đó ở vào thời đức phật cũng có chứ không phải là vào thời này nha thì cũng không được thờ chư thiên ở đó, đó chẳng qua là các vị trú ở đó chú ừ, ở đó à, chứ còn là các vị đó là không có được thờ chứ không có cái kiểu mà như mình hãy có cái cây lớn là mình lập cái miếu mình thờ có thể lập miếu thờ nhưng mà thờ ở ngoài kìa chứ còn ở trong khuôn viên chùa là không có chuyện đó đó là xét về lý nếu mà quý vị hỏi theo kinh ấy, như thế nào ừ. đấy và khi mà mình có cái chủ ý mình nương tựa có chủ ý mình nương tựa bất kỳ một chúng sanh nào khác ngoài tam bảo thì ngay thời điểm đó mình đức tâm quy tức là anh không còn là phật tử nữa anh không còn là quy y phật quy y pháp quy y tăng nữa bởi vì anh đã nương tựa người khác rồi ừ. đấy rồi à, đó là nói về lý cái thứ hai là nói về sự bây giờ đó bây giờ à, quý vị biết là tại sao có nhiều vị tăng trẻ nhiều vị sư nhiều vị tu sĩ trẻ thích xây cái chùa mới hơn là nhận cái chùa cũ quý vị biết tại sao không? tại vì xây cái chùa mới đó thì mình muốn xây cái gì mình xây mình muốn thờ ai mình thờ còn mà mình nhận cái chùa cũ á xin thưa nha cái cái lư hương đó. mình muốn đổi cũng không được nữa à, thấy chùa có một vị uh, thầy thấy cái gì đâu mà lư hương quá trời quá đất vì này khi mà mới lên chùa kỳ vì này dọn cái lư hương xếp lại cho nó gọn có ông cụ lên nói với việc này nhà 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 chúng tôi đó nhà chúng tôi ba đời ba đời hộ trì cái chùa này hộ độ cái chùa này nha ba đời nhà chúng tôi là mấy đời chủ trì mà bây giờ thầy đem cái lưu hương của nhà chúng tôi thầy đem đi đâu rồi rồi đó là cái lưu hương là cái đơn giản nhất cái lưu hương là cái đơn giản nhất thành ra nhiều nhiều vị trụ trì mà nhận cái chùa cũ phải nói là chăn cơm với nước mắt nha chăn cơm với nước mắt trụ trì chứ không không bằng mấy bà bếp nha không bằng mấy bà bếp à, không không bằng mấy phật tử ở xung quanh trụ trì cà chớn là đuổi trụ trì đó à, đó chỉ là cái lưu hương thôi rồi những cái tượng mà bây giờ là đời cũ thờ thờ từ đời nào không biết nhưng mà bây giờ người dân ấy người dân ở ở cái vùng đó, đó họ quen rồi quen thấy bà quen thấy ông quen thấy miếu quen thấy cậu cô cái gian ở đó rồi bây giờ thầy chủ trì mới mà lên mà động tới đi giỏi mà thầy động tới đi ha à, là bứng thầy đi luôn Uh, cho nên là có uh, có những cái việc mình gọi là bất đắc, bất đắc dĩ bởi vì nó đã tồn tại rồi nó đã tồn tại ở đó rồi và không thể bỏ được có nhiều việc mà quý vị um, không phải là người trong cuộc quý vị không có hiểu uh, quý vị không hiểu có chùa đó uh, vị trụ trì mới lên uh, Vị trụ trì mới lên dời à, cái tượng mẫu về cái tượng mẫu giờ đi chỗ khác nha chỉ dời đi chỗ khác thôi dân nó kéo lên nó vây đuổi chùa trì đi cho tới chừng nào mà có người khác tới nhận cái chùa đó và đem cái tượng mẫu trả, trả lại nhau. chứ không phải đơn giản không phải đơn giản à, thành thử bây giờ quý vị muốn như thế nào Ừ, bây giờ muốn như thế nào. Cái vấn đề là có thể là tại cả hai. Cái vấn đề có thể tại cả hai. Một phần là bây giờ những cái vị trước có hỏi thì hỏi những vị trước tại sao các ngài không dẹp. Mà bây giờ chúng à, chúng con à, ở nhỏ đi lên dẹp không nổi. Và hỏi là, là Phật tử. Đấy, có những cái vấn đề nó tế nhị như vậy ha thành ra là mình cái lý thì đúng là như vậy đó nhưng mà bây giờ cái sự thì giờ tính làm sao? Ừ?